nguy rồi. Dẹp thì rách mà bây giờ lấy nhớt tiền đâu mà mua nhớt thay chứ còn Exeter bây giờ. Ôi trời ơi, biết phải làm thế nào đây. Thôi thì mình đổ nhớt trước mua dép sau vậy. Hi, xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay thì tôi sẽ làm video clip là thay dầu và thay luôn cái lọc dầu cho con xe Exeter của tôi. Bởi vì con xe của tôi là nó là con xe lướt. Đấy, mình mua lại cách đây khoảng độ 2 tháng thì từ cái bản Yamaha Exeter LC màu trắng 2019. Thì những anh em nào mà mua những con xe mà lướt ý, thì những con xe mới thì các bạn đỡ phải thay hơn. Đấy, nhưng mà đến định kỳ vẫn phải thay anh em nhá. Còn những con xe cũ hẳn thì các bạn có thể thay toàn bộ là dầu này, lọc dầu này, buji này. Buji anh em có thể bỏ ra kiểm tra, nếu còn ok thì anh em vệ sinh bằng xăng xong anh em lại lắp lại nhá. Và thay cái lọc gió nếu mà anh em kiểm tra bẩn rồi thì anh em thay nhá. Và cái nước mát nếu mà chạy tầm 3 năm là anh em lên thay. Đấy. Tầm 2 năm, 3 năm là ok, anh em thay nhá. Thì hôm nay tôi sẽ thay cái này và quay video clip cho anh em. Cái cốt mình muốn từ hướng tới là chia sẻ những cái gì mình biết thực tế nhất đến anh em để anh em biết được, có thể anh em làm tại nhà nó cũng đơn giản, không phải là khó khăn gì. Đấy. Còn đưa đến hãng đến ấy thì cũng được thôi. Đấy, nhưng mà cũng có người họ làm không cẩn thận. Mình làm thì nó sẽ cẩn thận hơn và nó sẽ ok hơn. Đấy. Anh em có thứ hai nữa là có một cái điều là mình mua được, mình làm được thì nó rất là rẻ. Còn ở ngoài hãng Yamaha Yamaha Thao đấy thì nó sẽ đắt hơn. Đấy. Các bạn biết mình mua cái này bao nhiêu tiền không ạ? Đố các bạn biết thì cái này, cái lọc dầu của Yamaha Exeter 2019 nó mình mua 25k các bạn nhé. Có thể là các bạn vào trong hãng có thể người ta thay cho khoảng 70-90k, nhưng thực tế là đồ ngoài thì cái này nó không quan trọng là đồ lô hay là đồ ấy, bởi vì cái này nó chỉ là cái đơn giản. Đấy, hiện tại thì mình không biết cái này là hàng chuẩn công ty không, nhưng mà nó đây mình nghĩ là hàng chuẩn Honda đấy, chuẩn Yamaha các bạn nhé. Đây là made in Indonesia chứ không phải hàng trong nước luôn các bạn nhé, hàng nhập luôn đấy. Đây, các bạn nhìn rõ chưa ạ? Đây là made in Indonesia, hàng này từ Indonesia. Và các bạn hãy cùng tôi tháo con xe này ra thay dầu và thay lọc dầu nhé. Nó cũng rất đơn giản thôi, không khó khăn gì cả. Thì anh em hãy cùng tôi thay cái lọc dầu này. Trước hết thì muốn khi mà thay dầu thì anh em phải chạy cho nóng máy, các bạn chạy tầm 3 đến 5 km cho nó nóng máy xong anh em chạy về. Đó, thì anh em mở ra thì nó sẽ có cái tốt hơn, bởi vì khi các bạn mà thay ở cái lúc đó thì cái dầu nó loãng ra và nó sẽ chảy ra đều và chảy ra hết. Còn lúc nó còn đặc thì nó sẽ không ổn định. Nó có thể nó mắc một chút nào đó nhiều ở trong chỗ cái khoang máy thì mình thay dầu mới và nó không triệt để. Đó, còn những anh em nào mà ở những cái quán thay dầu mà cho cái ống vào hút thì không ăn thua đâu anh em nhé. Mình rất ghét cái kiểu đó. Đó, và bây giờ mình vừa xong thì mình có chạy rồi. Và bây giờ mình nổ máy thêm tí cho nó nóng đi. Cũng khá là còn mượt. Nhiều anh em bảo là Exeter chạy kém xế tọ thế kia. Thưa các bạn, chạy ok các bạn nhé. Mình đã chạy cả Exeter, cả Winner, cả Lider rồi. Không phải mình cũng chưa chạy. Chạy rồi vì muốn chia sẻ đến anh em. Thì có một số anh em gạch đá, chắc là fan nọ fan kia chửi mình là thế nọ thế kia, không hay đó. Những cái điều đó là không hay. Mình muốn là làm sao mà giao lưu học hỏi, chia sẻ đến tất cả anh em. Anh em nào mà đang chạy có thể chưa biết thì có thể xem video của mình thì sẽ làm được, và nhiều anh em thậm chí giỏi hơn mình, giỏi hơn rất là nhiều đó. Thì mình cũng là có gì nói vậy thôi đó. Thì vừa xong thì mình cũng đã chạy nóng lên rồi, bây giờ mình chỉ
nổ máy lên cho nó đều nhớt, trộn đều nhớt lên thôi. Đấy, nó không chạy nóng rồi thì anh em nhớ là phải thay dầu lúc nóng nhá. Vẫn ngọt lắm anh em ạ, còn mượt lắm. Thật ra thì nhiều anh em có nghĩ là DOHC về NOHC của bên tại người anh em nhá, của bên tại người. Mình tin là vậy và chắc chắn là như vậy. Mình chạy Exciter thì cũng chưa có gì phải phàn nàn nhiều cả. Đời cũ 2015 đến 2018 thì còn có cái để mình phàn nàn. Còn từ cái đời mới này mình thấy ok mọi người nhá. Và bây giờ mình sẽ tiến hành thay cái nhớt này. À, anh em hãy cùng mình thay nhá. Đó, cái này có 25k thôi anh em ạ. Thực tế rất là rẻ ạ. Đấy, hàng thì hàng Indonesia. Đấy, nhưng mà không phải suy nghĩ gì cả. Mua được 25k các bạn thay, rất là rẻ. Đấy, vì sao mà mình hướng dẫn các bạn, chia sẻ các bạn. Mình là mình nói thật chứ không nói phép. Nói phép thì lại lần sau các anh em không tin nữa. Nhưng mà cái này mình mua 25k thật sự. Còn nếu vào hãng thì chắc chắn phải 70-90k để mới thay được cái lọc dầu này. Đấy, thì thay cái lọc dầu này nó có cái tác dụng là anh em sẽ cho dù anh em quên thay dầu khoảng 500km thì cái lọc dầu này nó cũng lọc cho cái dầu của các bạn, nó không bị những cái muội than nó cuốn vào trong chỗ cái buồng đốt, thì nó vẫn gọi là tương đối sạch được phần nào đó thì nó đỡ đi. Còn anh em mà không thay cái này, với lại anh em quên không thay dầu, lâu lâu là muội than bám vào, đồng nghĩa với việc là sau này anh em đi con xe nó sẽ hoạt động yếu dần. Đấy, công suất nó sẽ yếu dần bởi vì muội than nó bám vào những cái chi tiết máy nhiều dần, nó sau nó đóng cặn vào đấy thì nó sẽ công lực nó sẽ không được mạnh nữa. Và anh em mà định kỳ được thì nó sẽ ok hơn và con xe sẽ bền bỉ và công lực nó sẽ suy yếu ít hơn theo thời gian. Còn cái dung dịch tẩy buồng đốt thì anh em, một số anh em có làm thì các bạn thì làm có đổ nó cũng có tác dụng ít thôi, không nhiều nhá. Anh em đổ vào cái lúc mà xe còn mới xong định kỳ anh em nhá thì nó mới có tác dụng. À, các bạn hãy cùng tôi thay dầu nhá. Bây giờ thì tôi sẽ mở nắp dầu ra. Đây thì nhiều anh em thay dầu thì nhiều anh em thì định kỳ, còn nhiều anh em mà quên đi thì có thể là mở ra và quẹt xem là nó đen chưa. Đấy. Còn nhiều anh em thì cao thủ hơn. Đấy. Đây anh em ơi. Hiện tại thì cái dầu của tôi đây. Nó cũng ở mức kém rồi anh em ạ, kém rồi. Đấy. Và khi tôi nhìn vào trong chỗ cái buồng đốt này thì đây. Đến lúc thay rồi anh em ạ, bắt đầu chớm đen là đem đen là anh em thay được rồi. Còn nhiều anh em cao thủ thì đây, tôi thì từ bình thường thôi, tôi để xem cái độ nhớt nó bao nhiêu. Đấy. Còn nhớ anh em là còn có cái lên cao thủ võ lâm là chỉ ngửi dầu là đã biết là cần thay hay chưa. Đấy. Ok anh em nhá. Bây giờ con xe của mình hiện tại thì phải thay rồi, ở trong này đen rồi. Bắt đầu đen rồi. Thì mình thay đúng định kỳ thì nó sẽ bảo vệ được con xe. Bây giờ tôi sẽ tiến hành mở ốc và thay. Đó thì khi anh em mà tháo cái ốc dầu ra thì anh em lên dùng cái đòn bẩy công này thì nó sẽ tác dụng tốt hơn và nó không bị trờn ốc. Đó thì con xe Exciter này nó là cái ốc 19 nó to, còn cái những con xe dòng Uay hoặc Winner thì nó là ốc 17 anh em nhé. Bây giờ mình sẽ tháo ra. Rất là khi các bạn mà dùng cái này thì các bạn tháo nó rất là dễ, không phải vất vả gì cả. Và cái trục này nó dài, các bạn kéo nó rất là dễ thôi.
Các bạn kéo theo cái chiều kim đồng hồ anh em nhé, kéo theo chiều kim đồng hồ là giật phát là ra thôi. Đó, ốc thì nó sẽ vặn ốc này, khi các bạn vặn tới tầm thì ra rất dễ. Và cái xả dầu của Exeter nó rất là to, có cái lỗ rất là to và có cái lò xo bên dưới thì nó xả dầu ra triệt để hơn của Winner anh em nhé. Lỗ dầu xả dầu của Winner rất là bé. Exeter cố tình làm cái ống cái chỗ xả dầu rất là to. Và mình chuẩn bị xả dầu ra rồi anh em ạ. Dễ thôi. Rồi. Thì dầu nó sẽ chảy nhanh lắm, nó không như cái con xe Winner hay là như thế nào đâu. Đấy, hiện tại thì con xe này không bị hao dầu mấy. Những con xe mà anh em thấy nó hao dầu thì con xe đấy nó không ổn về cái bộ gioăng các thứ xi măng của nó, hay là những con xe làm máy rồi thì nó sẽ bị hao dầu. Những con xe nào chạy mà ít bị hao dầu thì những con xe đấy là bộ hơi của nó còn tốt và nó sẽ có tác dụng là làm mát ok hơn là những cái con xe mà bị hao dầu. Đấy, nó sẽ đạt công suất tốt hơn. Đó, trong khi chờ cái dầu nó chảy triệt để thì anh em hãy cùng tôi tháo cái lọc lọc dầu luôn. Để nó cũng khá là dễ dàng thôi. Đây tôi sẽ tháo cái lọc dầu này ra. Đó, thì anh em dùng cái lục cái chụp này này để anh em tháo nhá. Trong đó có ba con ốc thì anh em tháo thì nó cái này nó đơn giản lắm, dễ như đan rổ thôi anh em ạ. Tôi sẽ tháo cả ba con. Wow, khá là chắc. Khi mà chắc thì anh em chuyển đầu nhá. Chuyển đầu thì nó sẽ có lực hơn. Sau khi lúc mà vặn vào thì anh em vặn vừa phải chứ đừng vặn quá tay là sẽ ấy đấy. Đó, tôi sẽ cho sang cái lực bên này thì nó dễ dàng ra rồi. Anh em vặn tới tầm thôi không phải cố đâu. Bởi vì vậy vặn cố mà nó gãy chân ốc ở trong này rất là nguy hiểm. Đó, thì các bạn lại dở đầu đi và xoáy ốc ra. Nhiều anh em lười thay cái lọc dầu này là sẽ không tốt cho con xe đâu. Đó, hiện tại một con ốc ở bên trên này và sẽ có một con ốc dài. Đấy, những anh em nào mà thay cho Winner hoặc là cho Exciter thì cũng đủ biết rồi. Đủ biết rồi. Đấy, các bạn thấy ở trong này có khá là nhiều dầu. Khá là nhiều dầu. Đó, con ốc dài là ở phía bên tay phải dưới cùng anh em nhé, đơn giản mà. Đó, khi các bạn mà thay được cái lọc dầu này thì sẽ lọc được cái dầu nó sạch sẽ hơn và sẽ có tốt hơn anh em nhé. Đó, hiện tại thì cái lọc dầu này nó cũng gọi là mức gọi là hơi hơi kém chứ cũng chưa phải là kém lắm, thì mình cũng thay luôn bởi vì nó rất là rẻ, rất là rẻ, không có đắt gì đâu anh em ạ, rất là rẻ. Ôi, đây anh em nhá, cái lọc dầu của nó đây và mình tiện thể thay là thay luôn bởi vì mình mua mình chưa biết là cái lọc dầu cũ là nó như thế nào đấy, và cái con xe của người ta đi không biết là người ta chăm sóc thế nào thì mình sẽ thay và mình sẽ tiến hành thay định kỳ. Đây là cái lọc dầu anh em nhé, lọc dầu này 25k thôi. Đây với tôi sẽ tháo cái lọc dầu mới ra đấy, tháo cái lọc dầu mới ra cho anh em xem nhé.
hàng Indonesia anh em ạ. Đây này, hàng Indonesia. Đó, xem là có cái hàng của mình có phải là hàng fake không. 5M. Mã số hơi khác tí anh em nhé, hơi khác tí nhưng mà cái chất liệu của nó thì cũng tương đối giống nhau. Cái này nó không quan trọng đâu, nó vẫn là cái lọc dầu dạng giấy, vẫn là cái lọc dầu dạng giấy, thì cái này nó chỉ có tác dụng lọc dầu. Thì hàng kém hơn tí cũng không sao. Đấy, kém hơn một chút cũng không sao, bởi vì cái lọc dầu này nó rất là rẻ khi mà mình tự thay được. Đấy, vàng ươm luôn anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ, trước khi mà thay cái lọc dầu thì anh em phải ngâm vào, tẩm vào một chút chút nhớt thì nó sẽ ok hơn. Khi mà anh em muốn dầu nó ra triệt để thì anh em nghiêng xe đi vài lần để cho dầu nó ra sạch nhé. Nó sẽ ra sạch. Ra sạch và các bạn trò ngón tay vào vét hết sạch những cái dầu bẩn ở trong này đi. Những cái dầu ở trong này thì nó sẽ thay dầu mới vào sẽ ok hơn. Đấy các bạn, mình sờ vào đây thấy nó có cái gì đó nó nhớp nhớp và nó sẽ hơi bẩn bẩn đấy. Nhưng các bạn vét sạch đi. Đó là mình làm cho mình, chứ còn nếu như mà nói thật là thay để lấy tiền thì nhanh lắm. Đó. Thay để lấy tiền thì nó nhanh lắm. Ok các bạn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành cho thay cái lọc dầu vào anh em nhé. Quá trình thay lọc dầu thì nó rất là nhanh thôi. Nên tôi sẽ vải hết cái nhớt ở trong này đi. Vải chứ anh em đừng lấy giấy nhá. Giấy vào đây nó sẽ có cái bụi giấy sẽ không tốt. Anh em có thể dùng vải sạch hoặc là vải nó đi. Tôi chọn phương pháp vải sạch nó đi để mà cho vào nó vẫn sạch sẽ. Đây thì mình chạy thường thường là mình chạy không phải đường dài nhiều nên là mình dùng thường xuyên dùng cái loại nhớt này thì nó rất là rẻ và chạy nó cũng khá là ok. Đấy thì nhiều anh em bảo là thay nhớt tổng hợp nó bốc hơn với lại nó thế nọ thế kia. Đấy, nhiều anh em bảo nó bốc hơn. Đấy, mình chia sẻ luôn với anh em một cái điều là như thế này nữa, là nó bốc hơn với lại thế này thế kia. Thì thật sự với anh em là bốc hơn thì những anh em nói thế là nói không đúng. Con anh em chả hiểu gì về cái con xe cả. Thay dầu này nó không thể bốc hơn, nó không thể tạo công suất lớn hơn. Cái dầu này nó chỉ có cái tác dụng là những cái dầu tổng hợp, nó chỉ có cái tác dụng là anh em có thể nói là cho cái số nó mượt hơn. Thì mình đồng nghĩa khi đá số nó mượt hơn thì mình ok điều đó, bởi vì cái dầu bôi trơn tổng hợp nó sẽ cho cái khả năng bôi trơn tốt hơn. Đấy, vì nó có các phụ gia tốt đưa vào trong chỗ buồng đốt và những đưa vào trong những cái chi tiết máy. Đấy, còn cái dầu mà bình thường này thì chạy cũng ok, nhưng mà đến định kỳ các bạn phải thay sớm hơn. Nhiều anh em cứ bảo là thay dầu nọ dầu kia chạy bốc hơn thế nọ thế kia. Đó là anh em anh em cảm tính, anh em nói thế, nhưng mà anh em nói thế không chuẩn. Đấy, thì mình cũng nhấn mạnh là như vậy. Cái dầu này nó chỉ có cái tác dụng là bôi trơn. Đó. Hay là anh em bảo là cái dầu này này nó có dầu tổng hợp thì nó bôi trơn và nó làm những cái dầu tổng hợp nó làm cho cái bộ số mượt hơn và làm mát tốt hơn thôi, chứ không có tác dụng làm bốc xe hơn. Chia sẻ luôn anh em là như vậy, còn những anh em nào mà gạch đá thì tùy anh em thôi, nhưng mà mình cho là cái điều đó anh em nói chạy nó bốc hơn với lại nó vọt hơn là điều đó không đúng. Thực sự là như thế, anh em phải hiểu cơ chế của cái động cơ, cơ chế của cái dầu này nó có tác dụng gì. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thay cái lọc dầu này. Thay cái lọc dầu này vào đây thì cho anh em xem nhé. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra. Chai Catec Havolin này 15W40. Dùng loại này từ chạy từ đời Winner này. Con xe chạy 35 vẫn bền anh em nhé. Quan trọng là do anh em cách
anh em chạy thế nào, kỹ thuật anh em chạy thế nào. Và xe Winner mình có bị quạt gió quay vài lần khi mà ở trên đường Hà Nội đông. Còn Exciter mình chạy mấy đời chưa bao giờ bị quạt gió quay, do cách anh em chạy thôi. Đó thì cái con xe đây rồi, mình sẽ thay. Khi mà anh em thay cái lọc dầu này anh em chú ý nhá, anh em phải cho cái nhớt vào để mà tẩm cho nó trước, để nó ngấm đều đã, rồi anh em mới cho vào nhá, thì nó sẽ ổn định hơn, nó tốt hơn. Đấy, cái điều hay, điều tốt thì mình chia sẻ với anh em, còn cái điều không tốt thì anh em lược bỏ nó đi. Đó, mình sẽ cho cái nhớt vào đây để nó ngấm đều. Hiện tại thì cái dung tích buồng đốt của con Exciter 2019 này nó ghi ở ngoài kia là 950 ml, thì mình thay cái lọc dầu này nữa, đổ chai 1 lít là vừa, rất là tiết kiệm kinh tế, không có như con Winner hoặc là những cái con xe Exciter 155 hay là Lider thì 1,3 lít thì nó nhiều lúc nó hơi vất vả cho anh em vì phải mua hai lọ và dùng dần. Về mình dùng một phát là triệt để luôn ở cái bản 2019 này đấy. Và anh em lắp cái đầu này chắc chắn là chỉ có một cái lỗ bên này, nhưng em cứ bảo là lắp đúng cái lỗ này, thực tế nó chỉ có một lỗ thôi, em cắm vào và anh em lắp nhá. Thì ở đây nó cũng có cái lỗ con đây, con đây là nó ở đằng kia và nó thông lên đây này, lọc dầu rất hiệu quả anh em nhé. Nó vào trong kia nó có một cái đường ống xuyên lên đây, đấy, lên cái ống này, và nó sẽ lọc dầu rất là hiệu quả. Và bây giờ mình sẽ lắp vào đây để chuẩn bị tí lắp cái phần kia, anh em vặn ốc tới tầm thôi nhá. Trước hết thì anh em cho cái ốc dài nhất vào đi và hai cái ốc kia, và anh em vặn thật đều tay. Như vậy là công đoạn thay cái lọc dầu nó sẽ rất là nhanh thôi. Đó, thì anh em thay vào thì nó có tác dụng là lọc dầu rất là tốt. Khi mà con xe nó sẽ được có cái dầu sạch thì cái động cơ nó sẽ bền bỉ hơn. Đấy, anh em quay đều nhá, quay đều nhá, quay đều ba ốc và vặn đều ba ốc. Thì anh em vặn tới tầm thôi, đừng vặn cố. Anh em vặn cố gãy tức là thì hơi vất vả đấy. Nhiều anh em vặn, có một số anh em vặn gãy rồi. Anh em đừng cho, lúc khi vặn vào thì cứ cho cái đầu này thì nó đừng có lực nhiều quá, chứ anh em vặn ngang vậy rất dễ gãy ốc. Đấy, anh em vặn vậy tới tầm thôi nhá. Cái gioăng của nó rất là chắc chắn, thì anh em chỉ vặn tới tầm là nó không dò dầu ra được. Đó, thay lọc dầu rất là đơn giản, anh em chạy nó sẽ mượt xe hơn, nó sẽ bảo vệ động cơ tốt hơn. Những cái đáng chú ý. Và còn một cái bước nhỏ nữa, bây giờ mình sẽ vặn cái ốc vào. Và bây giờ mình sẽ lắp cái ốc vào và đổ dầu vào nữa là xong thôi anh em ạ. Nó sẽ nhanh thôi. Thì cái ở trên Exciter thì nó có cái nọc, cái có cái màng lọc này, anh em biết là có tác dụng gì không ạ? Nhiều anh em bảo có khi là cái này chả có tác dụng gì đâu, vứt mẹ đi cho dễ vặn ốc đấy. Nhiều anh em có ý nghĩ như vậy đấy. Nhiều anh em bảo là thôi kệ mẹ, là vứt mẹ đi đấy. Thì tôi xin chia sẻ là anh em đừng vứt nhá đấy. Có cái gì của nhà sản xuất thì người ta đã nghĩ là thì nó sẽ có tác dụng, còn những anh em nào mà vứt đi thì quá là lãng phí và nó sẽ mất công dụng của nó. Thì theo cơ bản thì tôi được biết và tôi nghiên cứu được, nghĩ là không phải tôi nghiên cứu được và tôi tìm hiểu được, thì cái này nó có tác dụng là khi mà động cơ của anh em ấy nó vận hành, nó khuấy đảo ở dưới này, khi mà van nạp van xả đấy, khi mà vận hành ấy, van nạp van xả thì nó sẽ, nói chung là bên trong nó sẽ túi bụi luôn, nghĩa là nó quay như kiểu là cái tạo bọt của đầm tôm đầm cá đấy, thì nó bung lên và những cái cặn
mạt sắt nào hoặc là những cái gì to to thì nó bay lên và nó sẽ lơi vào cái điểm trũng nhất anh em nhé. Lơi vào cái điểm trũng nhất thì nó sẽ lọt vào đây và nó gần như kiểu là cái bẫy cá đấy. Thì vào đây thì khi mà xả ra kể cả có khá là nhiều thì nó đến đây thì nó cũng sẽ trụ vào đây đấy. Đây là cái lọc, cái thu hút những cái bẩn nó lọt vào đây, là khi mà mình tháo ra mình chỉ việc đổ ra thôi. Đấy, anh em đừng vứt cái này đi nhá. Ok anh em, bây giờ tôi sẽ lắp vào đây. Và khi lắp thì anh em bỏ cái này nhá, đúng theo cái chiều như thế này, anh em lắp vào đó thì nó mới có tác dụng nhất định, đúng như nhà sản xuất thôi. Đó, bây giờ mình sẽ lắp vào đây.